nữ công Viện Tài nguyên và Môi trường biển hiện nay có 20 thành viên, trong đó có 03 tiến sĩ, 07 thạc sĩ và 8 cử nhân. Hiện tại có 01 đang làm nghiên cứu sinh và 02 là học viên cao học. Theo thống kê, có 18 thành viên đã lập gia đình và chỉ có 2 thành viên chưa lập gia đình. Các chị em không chỉ tham gia tích cực vào các vai trò khác nhau trong viện như chủ nhiệm đề tài, thư ký, kế toán, thủ quỹ, lao công mà còn là những người phụ nữ đảm đang trong gia đình. Và tiếp sau đây là đoạn clip vui vẻ của chị em chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cho anh hỏi một câu thôi. Là cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Là hội phụ nữ. Chưa. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Cơ quan quan trọng nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Sao lại hỏi thế, có trả lời quá. Cơ quan nào mà chả quan trọng, ở trên cơ thể của cơ quan nào cũng đóng vai trò. Anh hỏi này, cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Cơ quan Viện Tài nguyên và Môi trường biển. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Khó thế. Cơ quan nào phụ nữ là quan trọng nhất ạ? Cơ quan nào cũng quan trọng anh ạ. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Cơ quan à? Hội Liên hiệp Phụ nữ. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Em cho anh số điện thoại nhé. 0902 ngày mai phủ sóng. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Cơ quan nào? Cơ quan nào quan trọng? Cái gì quan động tác này tôi. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Tóc là quan trọng nhất của người phụ nữ. Bởi vì là cái răng cái tóc là gốc con người. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Ôi, quá thế, chịu. cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Theo em là cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Em cho anh số điện thoại nhé. 0902 ngày mai phủ sóng. Cơ quan nào của phụ nữ là quan trọng nhất? Chịu.